Con dao này là hung khí mà người cháu đã dùng để đâm ba nhát gây trọng thương cho chú ruột của mình, chỉ vì muốn hát karaoke sau khi đã nhậu say và không được chú cho phép. Người cháu đó là Nguyễn Minh Cảnh, 41 tuổi, ở xã Thuận Tiến, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Cảnh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vào khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 6, sau khi uống rượu về, cảnh ghế nhà chú ruột là ông Nguyễn Văn Đoàn, 49 tuổi, cùng ở xã Thuận Tiến để chơi. Lúc này cảnh đi vào nhà kêu ông Đoàn mở máy để hát karaoke. Thấy cảnh say rượu nên ông Đoàn không mở và kêu cảnh về nhà nghỉ ngơi. Bực tức, cảnh đập máy quạt đang để gần đó và chạy về nhà lấy con dao nhọn quay lại nhà ông Đoàn. Biết đứa cháu ngủ ngáo đến gây sự, ông Đoàn đã ra đóng cửa rào lại nhưng cảnh đạp cửa rào mở ra. Ông Đoàn quay lưng bỏ chạy thì bị vấp ngã. Cảnh đã xông tới đâm ba nhát vào người ông Đoàn. Nghe tiếng kêu cứu của ông Đoàn, người thân đã nhanh chóng chạy đến can ngăn và đưa ông Đoàn đến bệnh viện cấp cứu. Công an thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.